Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Hồi phục trong nghi ngờ hay tăng trong nghi ngờ là cụm từ mà nhà đầu tư nghĩ đến nhiều nhất trong thời gian gần đây, bởi vì thị trường đã có 5 phiên hồi phục và trong phiên ngày hôm nay thì cuối phiên có kéo một số mã cổ phiếu ngân hàng giúp cho thị trường đóng cửa ở cái mức điểm số gần như là cao nhất phiên và tăng khoảng tầm gần 7 điểm. Và trong quá trình mà thị trường hồi phục thì nhiều mã cổ phiếu mid cap nào mà chưa hồi thì cũng hồi mạnh. Hôm nay thì đã xuất hiện một số mã cổ phiếu tăng trần của nhóm mid cap, ví dụ như cổ phiếu VOS hay cổ phiếu CSV. Điều này thì lại làm cho cái tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là những anh chị và các bạn nào đang cầm tiền thì rất sốt ruột, và anh chị và các bạn chắc chắn là đặt ra câu hỏi là liệu là mình có bị bỏ lỡ cơ hội của thị trường hay không, và có nên mua cổ phiếu trong thời gian tới hay không, hay là nên đợi thêm. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một số vấn đề về thị trường ở thời điểm hiện tại, liệu là cái nhịp hồi phục này an toàn để tham gia hay chưa, và khi nào giải ngân thì mình sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là về xu hướng của thị trường. Thì tổng quan, anh chị và các bạn nhìn thị trường vẫn đang trong một cái kênh xu hướng giảm, khi mà đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau đang thấp hơn đáy trước. Và thị trường vẫn chưa có một phiên thoát khỏi kênh xu hướng giảm, tức là thị trường vẫn đang đi trong cái biên này. Hơn nữa, chưa có phiên bùng nổ theo đà hay là phiên FTD. Thế nên hiện tại cái nhịp tăng này của thị trường vẫn đang được tính là nhịp hồi phục trong một xu hướng giảm. Bởi vì chúng ta chỉ xác nhận đảo chiều khi mà thị trường phải vượt dứt khoát được cái vùng 1240 này, hoặc có phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta mới xác nhận đảo chiều. Còn hiện tại vẫn đang là hồi phục trong nghi ngờ và là hồi phục trong một cái nhịp giảm. Và hôm nay thì thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, chỉ đạt khoảng tầm 14.000 tỷ, thậm chí là còn thấp hơn so với phiên thứ 6 nữa. Nếu như thị trường đã có một cái phiên xác nhận, hay là một cái phiên xác nhận đảo chiều tạo đáy ấy, chẳng hạn như những cái phiên trước đây này anh chị, đó những cái phiên mà mình khoanh tròn như thế này này, có những cái phiên xác nhận rồi thì sau đó thanh khoản của thị trường có thể duy trì thấp, bởi vì sau cái phiên xác nhận thị trường vẫn cần cái test lại anh chị, sau cái phiên xác nhận này vẫn cần cái xu hướng test lại, thì sau cái phiên đó thanh khoản thấp thì được, nhưng hiện tại chúng ta chưa có phiên xác nhận mà thanh khoản lại duy trì với thanh khoản thấp ấy, lại duy trì ở mức thấp ấy, thì cái điều đó vẫn đang tiềm ẩn rủi ro và có thể thị trường sẽ đảo chiều bất cứ lúc nào. Trong trường hợp mà thị trường có cái phiên xác nhận đó, mình vẫn đang nhấn mạnh rất nhiều về cái phiên xác nhận, bởi vì đó là cái gọi là cái tín hiệu cho anh chị và các bạn có thể tham gia được an toàn, và mọi người có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Đó, ví dụ như có phiên xác nhận mà vượt dứt khoát vùng 1240. Tại sao 1240? Bởi vì thứ nhất, đây là cái mốc mà trùng với cái trend giảm của thị trường. Thứ hai, đây là cái hỗ trợ trước đó, thế nên đây là cái gọi là cái vùng tâm lý cũng như là cái vùng kháng cự mạnh. Nếu như thị trường vượt dứt khoát được cái vùng này, đó vượt dứt khoát này và quay lại test lại không thủng quanh 1220 thì có thể sẽ tạo được cái mẫu hình vai đầu vai ngửa. Thì cái kịch bản này thì mình cũng có chia sẻ với anh chị rồi, đây là cái kịch bản tích cực nhất nhé, đó là phải vượt được 1240 này. Vượt 1240 không có nghĩa là thị trường phải tăng luôn, vẫn có thể quay lại test này, quay lại test và giữ được hỗ trợ quanh 1220 thì chúng ta sẽ có cái mẫu hình vai đầu vai ngửa, đồng thời là có cái gọi là cái đáy sau cao hơn so với đáy trước thì nó sẽ an toàn. Đây là cái kịch bản tích cực nhất, thì mình cũng sẽ view thị trường theo một số kịch bản để anh chị và các bạn theo dõi. Còn nếu như mà thị trường mà không vượt được vùng 1240 này thì rất dễ là thị trường sẽ phải quay lại test đáy. Đó, quay lại test đáy là cái trường hợp cần thiết đối với thị trường. Và mình đánh giá là dù đi theo kịch bản nào thì trong thời gian tới cũng sẽ là cơ hội lớn để mọi người tham gia. Chắc chắn là mối đối với một cái xu hướng uptrend dài hạn, cổ phiếu midcap đã điều chỉnh 30-40% thì nó sẽ là cơ hội lớn. Tuy nhiên thì cơ hội lớn cũng sẽ phải đi kèm với những cái điểm mua đúng thì chúng ta mới có lãi cao, chứ không phải là giá nào thì chúng ta cũng mua. Thế nên ở thời điểm này thì mình vẫn đang chờ đợi một cái tín hiệu. Thứ nhất là tín hiệu đảo trend và quay lại test, hoặc tín hiệu thứ hai là thị trường không vượt được và quay lại test đáy 2, hoặc là điều chỉnh lại cái vùng sâu hơn, thì khi đó mình sẽ báo anh chị và các bạn tham gia. Còn hiện tại thì đang rất lửng lơ và tăng trong nghi ngờ với thanh khoản thấp, chưa có một phiên xác nhận thì vẫn chưa đạt đủ điều kiện của mình. Thật ra là mình là môi giới, mình cũng rất muốn khuyến nghị cho anh chị và các bạn tham gia để mọi người có lãi. Nhà đầu tư có lãi thì chắc chắn là môi giới cũng sẽ vui, nhưng mà ở thời điểm hiện tại chưa đủ điều kiện, thế nên là mình cũng chưa tham gia. Tất cả những điểm mua ở vùng dưới này thì mình cũng có báo khuyến nghị bắt đáy, nhưng những vùng mua ở dưới này thì đều mang cái tính chất là chấp nhận rủi ro và mua thôi, chứ không hẳn là mua trong cái quá trình tạo đáy của thị trường.
Và trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì mọi người thấy là chủ yếu thị trường giao dịch vào phiên chiều, thanh khoản tăng chủ yếu vào sau 13 giờ. Và đặc biệt là cuối phiên thì có sự tham gia của một số mã cổ phiếu ngân hàng. Anh chị thấy này, ở cái giai đoạn trước đó tầm khoảng tầm 11 giờ, 9 giờ thì thanh khoản rất là thấp luôn. Sau đó thì cuối phiên có sự tham gia của các mã cổ phiếu ngân hàng. Đầu tiên chúng ta có cổ phiếu BID là cổ phiếu tăng mạnh này. Sau khi BID tăng thì cuối phiên bị bán ngược lại này, BID tăng này. Thì sau đó tiếp theo có cổ phiếu MB là cổ phiếu cũng tăng bật từ nền trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, hay là cổ phiếu CTG. Đó, một số cổ phiếu banh trong VN30 là có cái yếu tố rút chân và tăng ở cuối phiên, tạo cho cái điểm số tương đối là tích cực. Nếu như kéo banh để tăng về mặt điểm số thì mình không đánh giá quá cao, bởi vì anh chị và các bạn nào trong Zoom lệnh của mình, trong Zoom khuyến nghị của mình hay trong nhóm cộng đồng ấy, thì mình cũng có chia sẻ về các cái trường hợp trước đây khi mà banh kéo. Đây, mình có chia sẻ một list cái những cái ngày mà banh kéo và phản ứng của thị trường sau đó như thế nào. Thì chúng ta đầu tiên đó là ở cái giai đoạn 13 tháng 6 thì cổ phiếu ACB cũng kéo. Mình nhớ tại cái thời điểm 13 tháng 6 đó, khi mà cổ phiếu ACB được kéo này thì cổ phiếu được kéo và duy trì ở cái mức giá cao. Sau đó thì những phiên sau thì cổ phiếu liên tục điều chỉnh và thị trường cũng có cái mức chiết khấu sâu kể từ khi mà cổ phiếu ACB được kéo. Sau khi mà ACB được kéo thì trong tháng 7 chúng ta cũng liên tục có những cái vùng mà các cổ phiếu ngân hàng được kéo. Chẳng hạn như là 20 tháng 6 VBank kéo. Ở cái phiên này anh chị có nhớ là cổ phiếu VBank bật từ nền rất là đẹp và tạo cái hiệu ứng rất tốt trên thị trường. Đây, cái phiên đây VBank được kéo này. Cái phiên này là cái phiên mà VBank được kéo này. Rất nhiều tâm lý nhà đầu tư hưng phấn và đu vào cái phiên này. Sau khi VBank kéo xong, thị trường cũng bắt đầu trồi sụt. Tức là anh chị cứ để ý các cổ phiếu ngân hàng đi, cứ xanh được một cây sau đó lại giảm khoảng tầm 5-7 cây. Thế nên ấy, là cái xu hướng của cổ phiếu ngân hàng trong cái giai đoạn gần đây nó không phải là xu hướng tăng mà là cái xu hướng là sideways down. Thế nên bất cứ khi nào mà các cổ phiếu ngân hàng khác được kéo thì chắc chắn là thị trường bắt đầu có cái yếu tố là bị điều chỉnh. Hay là gần đây nhất 31 tháng 7 BID được kéo. Anh chị và các bạn có nhớ cái vùng đó là cái vùng mà có rất nhiều người bảo thị trường đã tạo đáy rồi không? Cái phiên 31 tháng 7 đây là, cũng là cái nhịp hồi phục của thị trường khi BID được kéo này. Tại cái vùng đó thì cổ phiếu BID là cái cổ phiếu mà đã về cái vùng biên dưới rồi. Đây, ở cái giai đoạn 3 phiên mà BID được kéo này, sau khi mà BID được kéo xong ấy thì cổ phiếu thì vẫn không điều chỉnh mạnh đâu, nhưng thị trường của chúng ta có cái mức chiết khấu rất là đáng kể, thậm chí là sau cái giai đoạn mà BID được kéo thị trường còn bị Comerzin cơ mà anh chị. Đó, có phải là BID được kéo cái phiên này thì sau đó thị trường giảm thêm khoảng tầm là hơn 50 điểm từ 1254 về vùng 1188, vị trí là điều chỉnh gần 70 điểm sau khi cổ phiếu BID được kéo. Và gần đây là trong hôm nay thì chúng ta có cổ phiếu MB và CTG, mặc dù là không kéo quá, không tăng quá là mạnh, nhưng mà cũng vô hình chung là đang tạo cái tâm lý tích cực lên thị trường khi mà thị trường đã lên đỉnh nhịp hồi rồi nhưng lại sử dụng các cổ phiếu ngân hàng để kéo về mặt kỷ điểm số. Điều này thì mình không đánh giá cao. Nếu như ngân hàng được kéo kèm theo sự lan tỏa dòng tiền đến các nhóm ngành khác midcap, tạo cho cái dòng tiền lan tỏa ấy, thì đó là cái điều tích cực. Nhưng nếu như mình ngân hàng kéo để tạo cái mặt điểm số và những cái cổ phiếu khác mang tính chất thị trường không kéo thì mình không đánh giá cao. Và nếu như trong những cái phiên sắp tới nhá, mà ngân hàng tiếp tục được kéo mạnh nhá và chạm luôn lên cái vùng 1238-1240 này, nhiều cổ phiếu ngân hàng kéo mà không có sự đồng thuận hay là không có cái sự ủng hộ của dòng tiền ấy, thì anh chị và các bạn sẽ cần cẩn trọng. Bởi vì chúng ta đã có cái nhịp hồi phục rồi, mà hơn nữa các cổ phiếu ngân hàng lại là cái cổ phiếu mà trước đó là đã có những cái lịch sử không đẹp rồi. Thế nên chúng ta cũng cứ cẩn trọng là không thừa. Đây là mình thống kê lại từ cái lịch sử của thị trường chứ không phải là mình bịa ra. Đó, mình có thống kê trong nhóm khách hàng của mình này, mình có chia sẻ này. Đó, cụ thể rất là rõ luôn. Anh chị và các bạn nào muốn cập nhật thông tin thì có thể là vào nhóm khuyến nghị của mình. Mình sẽ cập nhật thông tin về điểm mua, điểm bán, hay là mình sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn những cái thời điểm chốt lãi cổ phiếu để cho mọi người có thể tham gia thị trường được an toàn và mọi người không bị bơ vơ trong phiên. Tức là trong phiên mình vẫn sẽ cập nhật và nhận định thị trường để làm sao cho anh chị và các bạn, mọi người hiểu rõ nhất về thị trường. Đây, mình sẽ trong phiên mình sẽ cập nhật này. Đó, trong phiên mình sẽ cập nhật này. Nhược. Đây, thì thế nên ấy, là anh chị và các bạn sẽ không bị bơ vơ. Anh chị và các bạn nào mọi người muốn có cái chiến lược đầu tư thì mọi người inbox cho mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Và nhiều anh chị và các bạn cũng hỏi mình là khi nào thì thị trường mới xuất hiện phiên STD hay là phiên bùng nổ theo đà. Thì theo nguyên tắc, phiên bùng nổ theo đà sẽ được xuất hiện sau cái phiên thứ tư hoặc phiên thứ bảy tính từ phiên hồi phục đầu tiên. Và tính từ phiên hồi phục đầu tiên thì chúng ta hiện tại đã có 5 phiên hồi phục rồi. Thì bắt buộc là trong phiên thứ tư và phiên thứ ba và phiên thứ tư tuần này thì thị trường sẽ cần có phiên FTD, bởi vì chúng ta chỉ có thời gian khoảng tầm 4 đến 7 phiên là
cần bùng nổ theo đà thôi. Còn nếu như sau 7 phiên đó mà không bùng nổ được thì cái xu hướng của thị trường sẽ yếu đi nhiều và sẽ cần cái quá trình quay lại test đáy. Thế nên là cái phiên thứ 3 và thứ 4 sẽ là cái phiên rất quan trọng của thị trường. Và hôm nay thì cũng có cái mã tăng mạnh là những cái mã mà mới hồi phục đầu tiên, chẳng hạn như cổ phiếu VOS là cái cổ phiếu có một cái phiên bật từ nền, nó cũng rất là bình thường thôi. Cổ phiếu giảm 40-50% rồi cổ phiếu tăng trần 7% thì nó cũng là điều rất bình thường và mình không có cái gì đáng ngạc nhiên đối với những cái mã cổ phiếu này cả. Và những cái cổ phiếu này thì cũng không đủ sức để dẫn dắt thị trường. Thế nên anh chị và các bạn không nên nhìn những cái cổ phiếu nhỏ quá mới được kéo một phiên mà đã đánh giá thị trường tích cực. Còn hiện tại cái kịch bản của thị trường như thế nào thì theo quan điểm của mình là mình vẫn giữ cái view mà mình đã chia sẻ cho anh chị trước đây, là có thể hồi phục lên 1235 đến vùng 1240. Thì đây sẽ là cái kịch bản mà anh chị và các bạn cần chú ý. Đó, kịch bản đẹp nhất như mình vừa nói với anh chị ấy là vượt 1240 sau đó test lại tạo cái mẫu hình vai đồng vai ngược, thì khi đó chúng ta sẽ có cái phiên xác nhận để chúng ta tham gia. Đây là cái kịch bản đẹp nhất này. Đó, test lại này, 1220 này. Nhất quyết là không được thủng 1220 nha anh chị. Bởi vì thủng 1220 ấy, nó là xấu. Vì 1220 nó là cái lực cầu tiềm năng rồi. Không nên thủng cái vùng này. Và vô hình chung nếu như đi theo kịch bản này thì chúng ta sẽ tạo được thứ nhất là vai đầu vai ngược. Thứ hai là đáy sau thấp cao hơn so với đáy trước. Còn nếu như không đi theo kịch bản này ấy, mà lên 1240 này sau đó không vượt được này thì thị trường rất có thể là sẽ quay lại test. Đó, mình không biết là test về cái vùng nào, nhưng mà nếu như mà lên cái vùng này này mà gặp cái áp lực vol lớn nhá, tiếp tục vol lớn như cái phiên khoảng tầm là mùng 1 tháng 8 thì nó sẽ rủi ro là thị trường sẽ test đáy sau thấp hơn. Thì mặc dù đi theo kịch bản nào thì chúng ta vẫn sẽ theo sát thị trường và cổ phiếu, vì ở đây là cái cơ hội rất lớn trong năm nay anh chị và các bạn. Mọi người nên theo dõi các cổ phiếu, những cái cổ phiếu có cơ bản tốt hoặc là những cái cổ phiếu mà đã điều chỉnh trước thị trường, có cái mức chiết khấu cũng như đã có quá trình tạo đáy, thì cái thời gian sắp tới anh chị và các bạn tham gia sẽ là cái thời điểm đẹp. Khi mà thị trường bắt đầu có những cái nhịp rung lắc và những cái nhịp test lại thì đó sẽ là cơ hội cho mọi người tham gia. Anh chị nào muốn được khuyến nghị cụ thể và được báo điểm mua những cái mã cổ phiếu tiềm năng thì anh chị có thể vào nhóm của mình để mình cập nhật cho anh chị nhé. Cuối cùng chúc anh chị và các bạn đầu tư thành công.